Các bạn đến với xưởng Nacenimex Hà Nội nhé. Hôm nay chúng ta lại được hạ một số em Land Rover tại Nacenimex Hà Nội để đại tu nhé. Con này nó bị trượt côn các bạn nhé. Mình đang hạ xuống để kiểm tra qua côn. Đi số nó bị trượt, nó không nhảy số nhé. Để ý dây nhá. Em này đang được bảo dưỡng tại Nacenimex 696 đường Phúc Diễn Hà Nội. Các chuyên gia của mình đang hạ xuống để mở ra. Từ từ nha. Một số đang từ từ hạ xuống. Con này là một số của BMW 8HP 45X các bạn nhé. 8HP 45X à, em này được kiểm tra và dừng tại Nacenimex Hà Nội. Hộp số rất là khủng.